Cảm ơn các bạn đã theo dõi và mời các bạn đến với chương 2, chương đề cập đến test process, quy trình test. Như Thinh đã nói rằng là gì, ở mức advanced thì các thành viên chúng ta lưu ý rằng chúng ta không chỉ còn nhớ đến quy trình và tuân thủ theo quy trình của test nữa, mà chúng ta phải nắm rõ các cái quy trình này, từng bước hoạt động của quy trình cũng như đặc điểm của từng bước và xác định được các cái chiến lược cho từng bước quy trình để chúng ta hướng dẫn cho các thành viên của mình thực hiện theo, thì đấy là mới là mong muốn của cái mức advanced. Thì ở đây chúng ta nhớ lại rằng quy trình test cơ bản là gồm có bước đầu tiên là lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động test, thì chỗ này chúng ta phải xây dựng ra cái tài liệu gọi là test plan. Tiếp theo nữa là chúng ta tiến hành phân tích và thiết kế test case, thì chúng ta sẽ có cái tài liệu phân tích thiết kế high level test case. Giai đoạn implement and execution thì chúng ta triển khai viết test case chi tiết, viết các thủ tục test rồi test script và chạy test. Thì các sản phẩm đầu ra của chúng ta là các cái tài liệu đặc tả test case, test data rồi các thủ tục test và các cái báo cáo lỗi. Ở giai đoạn tiếp theo nữa là Evaluation Exit Criteria Report, thì chúng ta đánh giá tiêu chí kết thúc và lập báo cáo, và sản phẩm của chúng ta sẽ là Test Summary Report. Và cuối cùng là chúng ta thực hiện hoạt động Test Closure Activity, là hoạt động đóng lại các hoạt động test. Thì nó lên đến mức advanced thì chúng ta có thể xem xét từng cái giai đoạn này một cách riêng rẽ với nhau để xem cái cơ hội cải tiến cho từng giai đoạn một, không như là foundation chúng ta gộp chung tất cả các giai đoạn và xem xét các task công việc. Thì ở mức advanced là chúng ta coi như là đã thuộc hết tất cả, nắm được rõ các cái task của từng bước quy trình rồi, thì chúng ta cần phải xem đặc điểm của bước quy trình này là gì để chúng ta cải tiến một cách kịp thời. Đầu tiên chúng ta đi vào việc lập kế hoạch dự án, thì ở giai đoạn này lập kế hoạch tức là chúng ta define được tất cả các cái công việc hoạt động planning. Planning là một cái hoạt động mà chúng ta define được ra các cái công việc chuẩn bị, các cái nguồn lực cần thiết để mà thực hiện cho các hoạt động test về sau. Chúng ta phải xác định ra các cái chiến lược test và các cái hướng tiếp cận cho test, phương pháp thu thập và đo đạc để theo dõi quản lý được hoạt động test, các công cụ, các nhu cầu training đào tạo cần thiết, thì tất cả mọi thứ chuẩn bị cho cái việc test diễn ra như thế nào thì chúng ta sẽ làm trong test plan. Ở đây thì chúng ta cần phân biệt với nhau về một số khái niệm các tài liệu như sau. Thứ nhất là tài liệu policy, là tài liệu chính sách, thì sẽ mô tả mục tiêu và mục đích của hoạt động test của tổ chức là gì. Đây là tài liệu mô tả ở mức cao của hoạt động test, nó giống như là cái chính sách dân số của Việt Nam á, thì chỉ định nghĩa ra là mỗi gia đình thì chỉ có 1 đến 2 con, thế còn chúng ta chưa biết được mà thực hiện như thế nào. Thì mỗi một công ty, một tổ chức thì lại có một cái chính sách riêng define cho mình. Ví dụ như có công ty thì phải đưa sản phẩm ra đón đầu thị trường, đưa sản phẩm nhanh nhất đón đầu thị trường thì là họ lại không cần phải test kỹ hay test đầy đủ. Thế còn những cái công ty mà làm với các sản phẩm về kế toán và ngân hàng thì cái việc đưa sản phẩm của họ phải rất kỹ lưỡng và phải rất chất lượng thì họ mới đưa ra, thì đó là cái chính sách họ đặt ra trọng tâm cho việc test. Strategy thì cũng mô tả một cái chính sách, một cái phương pháp mô tả lại cái việc triển khai chính sách, tức là các cái phương pháp thực hiện cho test, rồi mức độ độc lập của test, cách thức tổ chức của hoạt động test là gì, các cái chiến lược thực hiện, rồi các cái đào tạo cho cái tổ chức đấy trưởng thành và lớn lên như thế nào, thì nó nằm trong test strategy. Còn test approach thì là cái chiến lược thực hiện triển khai chi tiết và cụ thể cho một dự án nào đấy, rất là cụ thể cho từng dự án một. Về test plan thì chúng ta có cái template IE829 cho test plan như hình này, thì các bạn có thể thấy là rất là đầy đủ các cái hạng mục của test. Thế nhưng mà chúng ta cũng nhớ rằng test plan thì cũng có hai mức độ của test plan. Một là chúng ta làm master test plan, là cái tài liệu mô tả mức tổng quan cách triển khai chiến lược test cho một dự án cụ thể ở mức tổng quan, bởi vì lúc đó chúng ta mới có những cái thông tin sơ lược về dự án và chuẩn bị về nguồn lực thực hiện cũng như là dự định sẽ làm như thế nào. Thế còn test level level test plan thì là một cái kế hoạch cho từng cái level cụ thể một, và lúc đó dựa vào kế hoạch dự án rất là chi tiết đầy đủ thì chúng ta cũng sẽ có cái kế hoạch của hoạt động test
một cách chi tiết cụ thể phải làm gì và từng hoạt động một là hoạt động gì. Thì template của IE 829 thì là một template chung, nhưng mà các thành viên nhớ rằng là chúng ta khi làm master template thì chúng ta sẽ define ra những cái level mà chúng ta sẽ thực dự định làm trong dự án, các cái quy trình, các cái hoạt động và các cái task ở mức cao của dự án là gì, các cái tài liệu và các cái chiến lược định ra để thực hiện dự án là gì. Thế còn đi vào các cái test level thì chúng ta sẽ có phạm vi cụ thể của từng level, nguồn lực cụ thể và các cái test task cũng như các phương thức thực hiện cụ thể của từng test level là gì. Đấy, thì chúng ta làm như vậy thì nó sẽ dễ dàng và thuận tiện hơn cho việc quản lý test. Nói về strategy, chiến lược test thì đây là một tài liệu mô tả về phương pháp thực hiện của một tổ chức hoặc của một nhóm dự án nào đó, cái cách thức tổ chức. Và mình có một cái câu định nghĩa cũng khá là tâm đắc, đấy là chiến lược là cái cách thực hiện thông minh để hoàn thành dự án. Thì mỗi một người, mỗi một dự án, một tổ chức sẽ có một cái chiến lược riêng cho họ. Thì ở đây chúng ta thấy trong tài liệu chiến lược sẽ mô tả cách thức mà test được sử dụng để quản lý về các cái rủi ro về sản phẩm và dự án. Trong test strategy thì chúng ta có thể mô tả rất nhiều những nội dung để định hướng cho hoạt động test và chiến lược test có thể triển khai một cách đúng đắn. Chúng ta có thể mô tả về thủ tục tích hợp, là các bạn sẽ có cái chiến lược tích hợp như thế nào, Big Bang hay là Incremental, các cái kỹ thuật thiết kế test case. Chúng ta có thể mô tả và hướng dẫn cho các thành viên. Rồi là các cái tổ chức của hoạt động testing, mức độ độc lập của hoạt động test thì chúng ta cũng sẽ thực hiện mô tả. Các cái chuẩn mà chúng ta bắt buộc hoặc là lựa chọn, tùy chọn, optional mà phải tuân thủ theo. Rồi các cái môi trường test chúng ta sẽ làm như thế nào, hoạt động test thì diễn ra trong bao nhiêu môi trường. Các cái test automation thì được thực hiện như thế nào. Các cái test tool, chúng ta đang có những tool gì hoặc là dự định mua những tool gì. Reusability là chúng ta sẽ tái sử dụng lại được những cái gì của các dự án cũ có thể public ra được. Confirmation test và regression test thì thường được thực hiện như nào, tiêu chí của từng cái loại một. Test control và report cho từng dự án thì sẽ hướng dẫn cho cái hoạt động kiểm soát và lập báo cáo của dự án. Test measurement and metric là hướng dẫn cho việc đo đạc và thống kê các độ đo về test. Defect management là các cái quy trình, các quy định, guideline cho việc quản lý lỗi. Configuration management là phần quản lý cấu hình của hoạt động test. Và cuối cùng là vai trò và trách nhiệm của các thành viên. Đấy, chúng ta sẽ định nghĩa hết tất cả những vấn đề này trong chiến lược test. Ở approach thì đây là một cái chiến lược cụ thể cho một cái dự án, vì thế nên là trong mỗi một tài liệu kế hoạch của dự án thì chúng ta sẽ định nghĩa ra các cái test level, các cái mục tiêu và objective cho từng level một, các kỹ thuật được sử dụng phù hợp cho dự án, rồi từng độ bao phủ của từng cái level. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở mỗi một cái level chúng ta có những cái test basic và có thể định nghĩa ra các cái độ bao phủ cho từng level 1 cho nó phù hợp. Ví dụ như ở giai đoạn component thì bao phủ về statement, decision và connection. Ở giai đoạn integration thì bao phủ về các interface, các parameter, các tham biến. Rồi ở giai đoạn system test thì chúng ta có độ bao phủ về functional và non-functional. System integration thì chúng ta độ bao phủ về các interface bên ngoài, các cái tham số. Acceptance test thì có thể bao phủ về use case và business. Đó thì chúng ta sẽ tính và define độ bao phủ trong chiến lược test cũng như cho từng test level phù hợp một. Về mặt tiêu chí kết thúc thì các bạn lưu ý rằng exit criteria, chúng ta có thể định nghĩa ra các một số các tiêu chí để hướng dẫn cho việc chúng ta dừng test như thế nào và khi nào thì chúng ta có thể dừng được test, thì nó sẽ dẫn ra từ chiến lược và cái việc phân tích rủi ro của mình. Những cái vùng mà có rủi ro cao hơn thì để giúp chúng ta xác định được khi dừng test. Nó sẽ hướng dẫn được cho việc chúng ta sẽ xác định test case và các kỹ thuật thiết kế test case như thế nào. Thì chúng ta có thể có một số những ví dụ cho việc là xác định các cái mức độ bao phủ cho từng level. Ví dụ như component test thì chúng ta có thể nghĩa như là 100% statement coverage, 90% decision coverage và không có lỗi nào được biết đến. Có nghĩa là tất cả các lỗi được biết đến thì phải được sửa hết. Thì khi chạy unit test thì phải pass qua hết toàn bộ. Integration test thì chúng ta có định nghĩa là gì? 90% các cái parameter là được
Recover, 60% các interface đã được chạy và không có lỗi nào biết đến. Đến System Test là 90% requirement được bao phủ, 100% cái độ bao phủ theo equivalent partition ấy. Không có lỗi nào dạng critical, tức là lỗi nghiêm trọng, và số lượng lỗi ổn định trên giờ trong khoảng 20 giờ test. Thì ở acceptance test thì chúng ta có thể tính độ bao phủ về nghiệp vụ và không có lỗi nào ở dạng critical. Thì đó là ví dụ về tiêu chí kết thúc chúng ta thì định nghĩa. Ngoài ra chúng ta sẽ định nghĩa vào trong test plan là các cái tool và các cái template sẽ sử dụng cho dự án để chúng ta thống nhất về cách sử dụng ngay từ đầu. Rồi chúng ta rồi, sẽ xác định cách các cái chia môi trường các cái testing ra thành từng level như thế nào, các cái hoạt động của môi trường kết hợp với từng level. Cuối cùng xác định các cái thứ tự ưu tiên level, phân bố mình công dụng của cái test sao thì nó sẽ được định nghĩa trong test chuyên từ gì. Thỏa cần phải thỏa mãn khi mà chúng ta làm việc với các cái đối tác bên ngoài, ví dụ như là chúng ta phải có những cái tiêu chí với khách hàng, với nhà cung cấp và những cái bên mà chúng ta outsource ra thì phải có những cái ràng buộc để họ đạt được các cái ràng buộc này, đảm bảo cho kế hoạch của test của mình hoàn thành, thì người ta gọi là những cái service level agreement đối với cả external và nên được đưa vào trong cái giai đoạn khởi tạo hợp đồng. Thì đây là toàn bộ những cái hạng mục liên quan đến test plan.